Chương 1: Tâm và các tâm sở. Thắng pháp, Avithamma. Thắng pháp giáo lý đặc biệt của Đức Phật được kính ngưỡng tại vị trí cao nhất và được tôn thờ như là dương miệng của kinh điển Phật giáo. Tất cả các trường phái cổ xưa theo truyền thống Phật giáo đều có phương cách riêng của mình trong việc hệ thống hóa thắng pháp. Tuy nhiên, ngoại trừ một vài bộ sách như bộ Avitamakosa của truyền thống Vasupandu và bộ Dipa, Hầu hết các trường phái đã mất đi giáo lý và hệ thống thắng pháp của họ. Dầu là trong ngôn ngữ nguyên thủy Pali hay trong ngôn ngữ Sanskrit, trường phái thượng tọa bộ Theravada với sự cẩn trọng cực độ đã may mắn lưu giữ được toàn bộ giáo lý thắng pháp cùng với những chánh sớ và phụ sớ giải có liên quan điều cần phải được hiểu là giáo lý thắng pháp không phải là những bài thuyết giảng hay những cuộc thảo luận xảy ra trong những khung cảnh sinh hoạt hàng ngày mà thật ra giáo lý thắng pháp được phân tích một cách rất chi tiết được sắp xếp một cách bài bản được định nghĩa một cách tinh tế và được phân loại một cách tỉ mỉ bằng một khối ngôn từ vô cùng phức tạp nhưng thiết yếu bao gồm những thuật ngữ trừu tượng cho nên do bởi tầm quan trọng to lớn của nó phương pháp phân tích và xử lý tuyệt vời của nó và vì nó dẫn đến sự giải thoát cho người thực hành nó được gọi là thắng pháp tức là giáo lý đặc biệt của đức phật pháp chân đế paramatha theo Thắng Pháp, có hai loại sự thật: sự thật chế định (samuti) và sự thật chân đế (paramattha). Những sự thật chế định là những khái niệm, tức là điểm tham chiếu của những suy nghĩ mang tính khái niệm thông thường và những chế độ biểu hiện mang tính quy ước. Chúng bao gồm những thực thể như chúng sanh, loài người, đàn ông, đàn bà, thú vật cây cối, cây cỏ, núi rừng và vân dân. Chúng ta hiểu và đặt tên gọi cho những thực thể này dựa theo hình thể, màu sắc của chúng và vân dân. Tuy nhiên, giáo lý thắng pháp chủ trương rằng những khái niệm này không sở hữu giá trị tuyệt đối. Những đối tượng mà chúng đại diện hay biểu hiện thì không tồn tại trong chính quyền hạn của chúng như là những sự thật không thể chia sẻ được nữa chế độ tồn tại của chúng mang tính chế định chứ không phải thực chất chúng là những sản phẩm của sự kiến tạo mang tính tinh thần chứ không phải là những sự thật tồn tại do bởi chính tự bản chất của chúng trong khi đó những sự thật chân đế thì tồn tại do bởi chính bản chất nội tại của chúng những pháp này là những hiện tượng danh và sắc mà là những thành phần hiện hữu cuối cùng không thể chia sẻ được nữa. Những thực thể có được từ sự phân tích đúng đắn về thế giới của các hiện tượng. Như vậy, giống như việc chúng ta có thể chiết dầu từ hạt mè, chúng ta cũng có thể tách ra được những pháp chân đế từ những sự thật chế định. Do đó, những pháp chân đế được miêu tả không chỉ từ góc nhìn của bản thể luận là những thực thể tối hậu, thật và đúng mà còn từ quan điểm của nhận thức luận là đối tượng tối hậu của sự nhận thức đúng đắn ví dụ cái mà được gọi là chúng sanh người đàn ông hay người đàn bà là một sự thật chế định hay là một khái niệm tuy nhiên trong thực tế chúng sanh người đàn ông hay người đàn bà thì chỉ là một sự kết hợp của những pháp chân đế khi chúng ta phân tích những sự thật chế định hay những khái niệm dưới ánh sáng của thắng pháp, chúng ta tìm thấy rằng chúng không sở hữu bất kỳ sự thật tối hậu nào. Mặc dầu điều này có thể dường như được ẩn tàng hay được bao hàm bởi những khái niệm. Chúng chỉ là một sự thật chế định bao gồm một tập hợp của những yếu tố mãi mãi biến đổi, tức là những tiến trình danh pháp và sắc pháp. Như vậy, bằng cách quán chiếu những sự thật chế định với trí tuệ, chúng ta cuối cùng sẽ nhận ra rằng chỉ có những pháp chân đế mới duy trì được bản chất nội tại của chúng một cách độc lập. Thuật ngữ Paramatha là một từ ghép gồm Parama và Atha. Parama được định nghĩa là bất biến hay trừu tượng. Atha có nghĩa là vật mặc dầu từ bất biến được dùng ở đây nhưng nó không nên được diễn giải theo nghĩa tất cả những pháp chân đế là thường hằng hay vĩnh cửu trong thực tế tất cả những yếu tố danh và sắc luôn hứng chịu sự đổi thay chúng là vô thường và thật ra là đang biến đổi một cách không ngừng tuy nhiên những đặc tính riêng biệt của chúng thì không thay đổi bất kỳ lúc nào chúng sanh lên Mặc dù tất cả các hiện tượng thay đổi, nhưng bản chất nội tại của chúng lại là không. Chúng ta hãy lấy tham làm ví dụ. Tham sanh lên tại mỗi thời điểm, nhưng tham không bao giờ mất đi bản chất nội tại của nó. Đó là bám chiếu, nắm bắt, dính mắt. Do đó, sự chuyển ngữ tốt nhất của thuật ngữ Paramatha thật ra có lẽ là sự thật trừu tượng. Bốn sự thật Trong các bài kinh Sutta, Đức Phật thường phân tích một chúng sanh hay một cá nhân thành ngũ uẩn, tức là năm loại pháp chân đế, mười hai xứ và mười tám giới. Trong thắng pháp, các pháp chân đế được liệt kê thành bốn thể loại bao gồm tâm chitta, tâm sở chitta sắc pháp rupa, và niết bàn Nippan, nipana trong số chúng ba thể loại đầu tiên là những pháp chân đế hữu vi và sự thật cuối cùng tức là niết bàn là vô vi mặc dầu các pháp chân đế paramattha tồn tại trong lòng của tất cả những hiện tượng danh và sắc như là những cốt lõi cụ thể hay vững chắc của các pháp nhưng chúng lại rất vi tế và sâu thẳm đến nỗi một người bình thường nếu không có sự huấn luyện kỹ càng trong thiền định sẽ không thể cảm nhận được chúng một người chưa được đào tạo như vậy không thể thấy được các pháp chân đế vì tâm trí của ông ta bị che án bởi những khái niệm một người bình thường cảm nhận mọi sự vật theo hình thể của chúng tức là cái mà định đặt ra sự biểu hiện của chúng theo tính quy ước chỉ có người được huấn luyện hay được đào tạo một cách kỹ càng trong thiền và là người đã phát triển được cái nhìn sâu sắc và sự suy nghĩ đúng đắn về các sự vật thì mới có thể thấy được các sự vật vượt qua khỏi các khái niệm nhìn nhận ra chúng như là đối tượng của sự nhận biết do đó pháp chân đế paramattha thamma được miêu tả là lĩnh vực của sự hiểu biết cao tột tức là sự hiểu biết sâu sắc tâm chitta thuật ngữ chitta đến từ gốc từ pali chitti có nghĩa là biết hay nhận biết các nhà chú giải thắng pháp trình bày ba ý nghĩa cho từ chitta các vị định nghĩa chitta như là nhân tố là công cụ và là hoạt động chitta khi làm nhân tố thì là yếu tố nhận biết đối tượng khi làm công cụ, chitta được định nghĩa là phương tiện mà thông qua đó các tâm sở đi cùng nhận biết đối tượng. Cuối cùng, chitta khi làm hoạt động thì chỉ đơn giản là suy nghĩ. Một câu hỏi được đưa ra là tại sao các nhà chú giải lại đi định nghĩa chitta theo ba cách như vậy? Câu trả lời là do tư tưởng về một bản ngã, Atta hay Atman đã được chôn sâu vào tâm trí của con người. Với lý do này, các nhà tư tưởng tôn giáo cổ xưa đã ủng hộ ý tưởng về một linh hồn. Trong tư tưởng của họ, chính bản ngã là cái suy nghĩ những ý nghĩ, là cái cảm giác những cảm thọ và là cái thực hiện những hành động. Tuy nhiên, trong quan điểm của Thắng Pháp, chính tâm, chitta là cái nhận thức những đối tượng và tất cả những trạng thái tinh thần khác thì sanh lên cùng với tâm. Chính tâm Chitta được đánh đồng với sự suy nghĩ. Hai định nghĩa đầu tiên chứng minh rằng bản ngã không có tồn tại. Chính tâm là yếu tố làm việc suy nghĩ. Do đó, chúng ta có thể nói rằng không có người suy nghĩ mà chỉ có sự suy nghĩ. Đặc tính của tâm là sự biết đối tượng, chức năng của tâm là kẻ dẫn đầu của các tâm sở tức là nó là người chủ tọa và được đi cùng bởi chúng nó biểu hiện trong tâm trí của hành giả là sự liên tục của các tiến trình tuy nhiên tâm không thể tự mình sanh lên mà đúng hơn là nó phụ thuộc vào các tâm sở và sắc pháp tức là các hiện tượng vật chất tâm chỉ có một đặc tính là nhận thức đối tượng một đặc tính luôn được giữ nguyên không thay đổi trong tất cả những sự biểu hiện đa dạng của nó cái mà chúng ta thường nghĩ là tâm thức thì thật ra là một chuỗi bao gồm những tâm tức là những hoạt động tâm thức tại từng thời điểm một xảy ra liên tiếp cực nhanh đến nỗi chúng ta không thể khám phá ra được các thời điểm riêng lẻ của những loại tâm khác nhau thắng pháp không chỉ phân biệt giữa các loại tâm khác nhau mà quan trọng hơn còn phân loại chúng thành một tổng hợp thống nhất và đang xen vào nhau một cách gần gũi. Phân loại tâm Phân loại theo tầng hiện hữu Thắng Pháp, Afitama đã phân loại tâm theo một vài nguyên tắc. Những sự phân loại theo tầng hiện hữu và theo bản chất đóng những vai trò rất quan trọng trong Thắng Pháp có bốn tầng cấp của tâm thức ba tầng là hiệp thế dục giới sắc giới và vô sắc giới tầng thứ tư là siêu thế nó cũng là trạng thái tâm thức từ giới dùng để định danh ba tầng đầu tiên trong ngữ cảnh này có nghĩa là cái mà di chuyển xung quanh trong đó hay là hay lui tới một địa điểm cụ thể địa điểm được hay lui tới là tầng hiện hữu nó cũng được gọi là cõi pumi và được đặt tên theo tên gọi là cảnh giới tuy nhiên những tâm dục giới được trải nghiệm không chỉ trong dục giới mà còn ở những cảnh giới khác nữa điều này cũng đúng đối với những tâm sắc giới và những tâm vô sắc như vậy tâm có thể được chia thành bốn loại theo tầng hiện hữu một tâm dục giới hầu hết được trải nghiệm trong dục giới. Tổng số tâm dục giới là 54, bao gồm 12 tâm bất thiện, trong đó gồm 8 dân tham, 2 nhân sân và 2 nhân si. Thứ hai, 18 tâm vô nhân, gồm 7 quả bất thiện, 8 quả thiện và 3 duy tác vô nhân. Thứ ba, 24 tâm dục giới tịnh hảo, gồm tám đại thiện hay thiện dục giới, tám đại quả hay quả dục giới và tám đại duy tác hay duy tác dục giới. Hai, tâm sắc giới, hầu hết được trải nghiệm trong sắc giới. Tổng số tâm sắc giới là 15, trong đó gồm năm thiện, năm quả và năm duy tác. Ba, tâm vô sắc, hầu hết nhưng không phải luôn luôn được trải nghiệm trong vô sắc giới. Số tâm vô sắc là 12, bao gồm bốn thiện, bốn quả và bốn duy tác. Bốn tâm siêu thế được trải nghiệm bởi các bậc thánh nhân. Tám tâm siêu thế đó là bốn tâm đạo và bốn tâm quả. Như vậy, tổng số tâm là 89, gồm 54 tâm dục giới 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc và 8 tâm siêu thế. Trong số chúng, ba nhóm hay ba hạng đầu tiên được định đặt là những tâm hiệp thế. Tổng số chúng là 81. Nhóm hay hạng cuối cùng là tâm siêu thế. Chỉ có 8 tâm như vậy. Tâm siêu thế và thiền jana có hai cổ xe yana tức là hai phương tiện để chứng đạt được các tâm siêu thế gồm cổ xe minh sát vipassana yana và cổ xe chỉ tịnh samatha yana hành giả mà chỉ thực hành thiền minh sát vipassana thôi thì trải nghiệm bốn tâm đạo và bốn tâm quả do đó chỉ có tám tâm siêu thế cho hành giả chứng ngộ tâm siêu thế thông qua thiền minh sát Tuy nhiên, nếu hành giả trước hết thực hành thiền chỉ samatha và chứng đắc thiền thứ nhất để làm nền tảng cho thiền minh sát vipassana của mình thì tâm đạo thứ nhất của hành giả sẽ được đi kèm theo bởi thiền thứ nhất. Cho nên nó được biết đến là tâm nhập lưu đạo sơ thiền. Tương tự, chúng ta có tâm nhập lưu đạo nhị thiền, tâm nhập lưu đạo tam thiền tâm nhập lưu đạo tứ thiền và tâm nhập lưu đạo ngũ thiền. Như vậy, có năm tâm nhập lưu đạo được kết hợp với các tầng thiền. Nói một cách khác, tâm nhập lưu đạo được nhân lên với năm tầng thiền. Cũng theo cách này, có năm tâm nhất lai đạo, năm tâm bất lai đạo và năm tâm a la hán đạo. Như vậy, tổng cộng có 20 tâm đạo. Vì quả đi liền theo sao tâm đạo, mà không có khoảng cách thời gian nào, cho nên cũng có 20 tâm quả. Có tất cả 40 loại tâm siêu thế, tính tất cả thì có 121 tâm, gồm 81 tâm hiệp thế và 40 tâm siêu thế. Phân loại theo bản chất Jati Các tâm cũng có thể được phân chia thành các nhóm hay các loại theo bản chất jati có 4 nhóm hay 4 loại như vậy gồm 1 12 tâm bất thiện trong đó gồm 8 tâm có nhân tham, 2 tâm có nhân sân và 2 tâm có nhân si. 2 21 tâm thiện trong đó gồm 8 tâm thiện dục giới, 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc và 4 tâm đạo. 3. 36 tâm quả, trong đó gồm 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân, 8 tâm quả dục giới, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc và 4 tâm quả siêu thế. 4. 20 tâm duy tác, trong đó gồm 3 tâm duy tác vô nhân, 8 tâm duy tác dục giới, năm tâm duy tác sắc giới và bốn tâm duy tác vô sắc. Chúng ta có thể thấy thêm rằng nếu các tâm đạo và quả siêu thế được nhân lên với năm tầng thiền thì sẽ có 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. Như vậy, số tâm hiện trở thành 37 và số tâm quả trở thành 52. Nhìn sơ lược 89 và 121 tâm xin xem chi tiết trong biểu đồ từ trang 29 đến trang 31. Tâm sở chita sika cùng với tâm chita thì có các tâm sở chita sika sanh lên. Tất cả những trạng thái tinh thần, những hoạt động tinh thần, những yếu tố tinh thần và những hiện tượng tinh thần đều được xem là những tâm sở. Những tâm sở chita sika luôn luôn xảy ra đồng thời, tức là sanh lên cùng với các tâm. Tâm sở được định nghĩa là yếu tố tinh thần sanh lên cùng với tâm, và rồi diệt đi tại thời điểm tâm diệt đi. Không có đối tượng thì không có tâm nào có thể sanh lên. Điều này cũng đúng cho tâm sở, vì nó luôn luôn chia sẻ cùng đối tượng với tâm có liên quan. Bất kỳ khi nào một tâm nào đó sanh lên, có ít nhất bảy tâm sở cùng sanh lên sự sanh lên của các tâm sở phụ thuộc vào đối tượng cá nhân và cảnh giới cụ thể mà chúng sanh đó trú ngụ tâm sở chitashika không thể sanh lên mà không có tâm tâm cũng không thể sanh lên mà không có tâm sở chúng hoàn toàn phụ thuộc vào nhau tại thời điểm nhận thức tâm và tâm sở cùng nhau hoạt động các tâm sở có thể được xem là những đặc tính tinh thần tâm thì không thể được nhìn thấy cho nên chúng ta chỉ có thể cảm nhận được hiệu quả của tâm tức là chitashika tâm luôn luôn thể hiện hay biểu hiện tùy theo tâm sở tương ưng ví dụ khi sự tức giận sanh lên nó tự biểu hiện ra là trạng thái tinh thần giận dữ trong trường hợp này yếu tố được đề cập đến sau là tâm sở và yếu tố được đề cập đến trước là tâm sự sanh lên của một tâm cụ thể nào đó và tâm sở liên quan của nó là trùng lập với nhau mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau này được thể hiện tốt nhất thông qua ví dụ sau khi nước trong sạch được hòa trộn với chất nhuộm màu xanh thì điều duy nhất được nhìn thấy là nước có màu xanh theo cùng cách đó tâm sở sanh lên phụ thuộc vào loại tâm nào đang hiện hữu. Tuy nhiên, tâm là chính, là chủ. Sự ưu thế của nó có thể được minh họa bằng ví dụ sau. Khi tin truyền rằng nhà vua đang đến, thì nhà vua sẽ ngự đến hợp thời, nhưng không phải chỉ một mình mà là cùng ngự đến giới đoàn tùy tùng. Tương tự, bất kỳ lúc nào tâm sanh lên, nó không sanh lên một mình nó luôn luôn được đi cùng bởi những tâm sở thích hợp tâm và các tâm sở luôn luôn sanh lên cùng nhau với cảnh và vật thích hợp tóm lại chúng ta có thể nói rằng mọi tâm sanh lên trong sự kết hợp với những tâm sở tương ứng của nó chúng chia sẻ cùng đối tượng và cùng một vật chúng cũng diệt đi cùng với nhau tâm sở tợ tha trong thắng pháp Afitama có tất cả 52 tâm sở. Những tâm sở này được phân chia thành ba nhóm cơ bản, gồm các tâm sở tợ tha, những tâm sở bất thiện và những tâm sở tình hảo. Trong 52 tâm sở này, bảy tâm sở được phân loại là biến hành và sáu tâm sở được phân loại là biệt cảnh. Xếp chung với nhau, 13 tâm sở này là tợ tha. Thuật ngữ Anya Samana nghĩa đen có nghĩa là chung hay phổ biến với cái kia. Những tâm bất tịnh hảo được gọi là cái kia đối với những tâm tịnh hảo. Những tâm tịnh hảo được gọi là cái kia đối với những tâm bất tịnh hảo. Do đó, tất cả 13 tâm sở này được gọi là tợ tha tức là chung hay phổ biến với cả những tâm sở tình hảo và bất tình hảo. Trong số chúng, những tâm sở sau đây được gọi là biến hành, vì chúng được kết hợp với tất cả các tâm mà không có ngoại lệ nào, gồm xúc, pha sa, thọ, vedana, tưởng, sanya, tư, chetana, nhất tâm, ekakata, mạng quyền, Savitindriya và tác ý Manasikara. Tuy nhiên, tầm Vitaka, tứ Vichara, thắng giải, Atimokha, cần Viriya, hỷ Piti và dục Chanda được gọi là những tâm sở biệt cảnh. Sáu tâm sở này không được kết hợp với tất cả mọi tâm mà chỉ với một vài tâm cụ thể. Tâm sở bất thiện Nhóm những tâm sở thứ hai được gọi là những tâm sở bất thiện. Chúng bao gồm 14 tâm sở và tất cả đều được kết hợp một cách tương ứng với những tâm bất thiện. Trong số chúng, Si, Moha, Vô Tàm, Ahirika, Vô Úy, Anotapa và Phóng Vật, Uttacha được kết hợp với tất cả 12 tâm bất thiện tuy nhiên tham loppa tà kiến ditthi và ngã mạng mana chỉ được kết hợp duy nhất với tâm tham tức là chúng có tham làm nhân sân dosa tật Isa, lận macchariya và hối Kukucha chỉ được kết hợp với hai tâm sân tức là chúng có sân làm nhân hôn trầm thina và thủy miên mittha được tìm thấy trong năm tâm hữu trợ. Tuy nhiên, hoài nghi, vichikicha chỉ được kết hợp với tâm si hoài nghi. Tâm sở tịnh hảo Những tâm sở thứ ba được gọi là những tâm sở tịnh hảo, bao gồm 25 tâm sở. Chúng được gọi là tịnh hảo vì chúng chỉ được kết hợp với những tâm tịnh hảo. Trong số chúng 19 tâm sở được biết đến là những tâm sở tình hảo biến hành. Vì tất cả chúng đều được kết hợp với tất cả 59 tâm tình hảo. Chúng là tính Sattha, niệm Sati, tam Hiri, úy Otapa, vô tham Alopa, vô sân Adosa, hành xã Tatra Mashatata và tỉnh tánh Kaya Pasati, tĩnh tâm Chitta Pasati, khinh tánh Kaya Luhuta, khinh tâm Chitta Lakuta, nhu tánh Kaya Mudutta, nhu tâm Chitta Mudutta, thích tánh Kaya Kamang Nata, thích tâm Chitta Kamang Nata, thuần tánh Kaya Pagunyata, thuần tâm Chitta Pagunyata chánh tánh Kayuchukata và chánh tâm Chituchukata. Có ba sự kiên tránh, gồm chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ba tâm sở tịnh hảo này được kết hợp với mỗi tâm siêu thế, tất cả chung với nhau và tại mọi lúc. Tuy nhiên, chúng được kết hợp chỉ trong một phần thời gian và từng mỗi cái một với tám tâm thiện dục giới tịnh hảo. Nhóm tâm sở tiếp theo bao gồm hai tâm sở được gọi là vô lượng phần, gồm bi mẫn, karuna và tùy hỷ mudita. Hai tâm sở này được kết hợp với 28 tâm, bao gồm 12 tâm đáo đại, loại trừ những tâm thiền thứ năm, 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo và 8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Tâm sở cuối cùng trong số 25 tâm sở này là trí tuệ Panya. Tâm sở này được kết hợp với 47 tâm. Do đó, tuệ Panya được kết hợp với 12 tâm dục giới tình hảo hợp trí. Và với tất cả 35 tâm đáo đại và 8 tâm siêu thế. Cuối cùng, 25 tâm sở tình hảo này được kết hợp với những tâm dục giới tình hảo và những tâm siêu thế đáo đại tương ứng. Nhìn sơ lược 52 tâm sở. Xin xem chi tiết từ trang 36 đến trang 39.